xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 30 tháng 12 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về phần trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chủ chuột trong ngày hôm nay diễn ra không thật sự thuận lợi. Các kế hoạch diễn ra không theo đúng lộ trình và quỹ đạo mong muốn của con giáp này Điều này đồng nghĩa với việc người tuổi tỷ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để sắp xếp và thực hiện lại tất cả. Tình cảm, vận trình tình cảm đón nhận tình vui bất ngờ. Tuổi tỷ có được những giây phút ấm êm, mãn nguyện bên cạnh người mình yêu thương. Bản mệnh có thể an tâm vì bên cạnh mình lúc nào cũng có người sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu. Tài chính, Vận trình ta Lộc lên xuống thất thương, nhắc nhở con giáp này cần lưu ý hơn tới vấn đề chi tiêu trong ngày, hạn chế mua sắm một cách phung phí. Cẩn trọng, kiên nhẫn là điều vô cùng cần thiết để chinh phục các trở ngại trước mắt. Tuổi giáp tỷ, hãy tìm về giá trị đích thực của toàn bộ sự việc. Tuổi bính tỷ, thắng không kêu, bại không nản. Tuổi mậu tỷ, cần nhũng cảm thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Tuổi canh tỷ, bạn đủ thông minh, và thông thái để xử lý những vấn đề khó khăn. tuổi nhầm tỷ, không có ai có thể bắt ép bạn làm việc mà bạn không muốn. Con số may mắn, số 3, số 17, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. 2. Tử viên ngày của tuổi sửu công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, thất thần che chở giúp cho người tuổi sửu nhanh chóng chinh phục lại hào quang của mình. Mặc dù khó tránh khỏi những rắc rối và trở ngại, nhưng tất cả đều không có thể làm khó được ý chí và lòng quyết tâm của bản mệnh. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, tuổi sổ ngày hôm nay sẽ sinh ra nhiều bất đồng tranh cãi giữa người ấy. Trong khi ai cũng muốn bảo vệ cả tôi ngất ngưỡng của mình thì việc nhường nhịn nhau là điều khó có thể. Tài chính, vận trình ta lộc có chút biến động, còn giáp này nên giữ kế hoạch chi tiêu của mình như trước nay để có khoản tích lũy an toàn. Cẩn trọng, sức khỏe bất ổn do làm việc quá sức. Tuổi ất sửu trở vội đổ lỗi cho hoàn cảnh vì bạn cũng có lỗi. Tuổi tinh sủ nên tỉnh táo để phân biệt rõ ràng trái phải đúng sai. Tuổi Kế sủ hãy tìm về vẻ đẹp trong việc bạn làm. Tuổi tân sửu đừng chủ quan cho rằng việc đó bạn biết rồi. Tuổi quỷ sửu thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ ba Tứ vi ngày của tuổi dân, công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Nhờ cỏ chỉnh ẩn chiếu mệnh mà còn dấp này, dù gặp những vấn đề phức tạp tới đâu cũng đều hỏa đơn giản. Nhờ sự thông minh, tài ẩn biển linh hoạt còn giáp này hoàn toàn có thể chuyển mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tình cảm vân trên tình cảm có điểm sáng cơ hội tìm được một nửa yêu thương một người tâm đầu ý hợp dành cho những ngày độc thân là rất lớn Bản mệnh nên trân trọng cơ hội này vì không phải lúc nào cũng có được may mắn như vậy Ta chỉnh, tài chính vân trình tài lộc tăng tiến khả năng kiếm tiền và quản lý chi tiêu thông minh cùng lúc giúp cho con giáp này cũng cổ tích lũy thêm một phần dự phòng. Cẩn trọng, kêu ngạo, tự cao, tự đại, dễ cản trở con đường tiện thân. Tuổi giáp dân, không nên nhục trĩ từ bỏ một cách quá dễ dàng. Tuổi bính dân, phản ứng của bạn rất quan trọng trong việc xử lý vấn đề. Tuổi màu dân, đừng quả định kiến với ai đó, bạn còn chẳng biết họ là ai. Tuổi canh dân, một vài chuyện bất ngờ xảy ra khiến bạn suy nghĩ không thôi tuổi, nhầm dân, suy diễn tì tiện và bất an vì những chuyện không đáng có. Con sổ may mắn, số 23, số 7, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mẫu. 4. Tứ về ngày của tuổi mẫu, công việc. Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra khá hành thông và thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để cho người tuổi này dần tỉnh tới các dự án và tỉnh toán mới bản mệnh còn được trao thêm cơ hội phát triển khả năng sáng tạo của mình, đặc biệt thuận lợi cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hoa, tình yêu đo lửa trải qua nhiều ngàn cách mới tìm được không khí yên bình. Tuổi mạo lận nửa kia hãy cứ an tâm tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên cạnh người mình yêu. Tài chính, Phần trình ta đọc có chút biển động, khả năng quản lý tài chính thông minh giúp cho những chú mèo thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tài chính vì những khoản phát sinh ngoài kế hoạch. Cẩn trọng, không nên chủ quan và tin người quá mức. Tội ất mạo, tình cảm hai người đang được cải thiện rõ rệt. Tội tinh mạo, có những chuyện không nên cổ chấp tìm ra cho thật hư. Tội kỹ mạo, cẩn thận có tiểu nhân hãm hại tuổi tân mão nên dành thời gian để nghỉ ngơi tỉnh dưỡng nhiều hơn tuổi quỷ Mậu không nên đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài con số may mắn số chính, số 70 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu năm tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu đáng kể trên con đường sự nghiệp thì đòi hỏi con dắp này cần phải có sự nhìn xa trong rộng, quan sát đa chiều. Bên cạnh đó đừng quên việc lập kế hoạch và kiên trì thực hiện nó cũng là điều cần thiết. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp trục trặc, muộn phiền. Ngày hôm nay tâm trạng của con dắp này dễ tuột dốc không phanh. Mối quan hệ tình cảm cũng liên tục nảy sinh những bất đồng, mâu thuẫn vì cỏ kẻ cố tình phá hoại. Tài chính Vận trình tài lọc đi xuống, những khoản phát sinh ngoài dự tính giải đạt con giáp này vào cảnh túng thiếu nợ nần. Cẩn trọng Có những chuyện không biết trước được và cũng không lường trước được điều gì không nên chủ quan. Tuổi giáp thân, một số vấn đề được nhanh chóng xử lý trong ngày hôm nay. Tuổi bính thân, nghiêm túc trong công việc không nên hài lòng với thực tại tuổi Mậu Thân có thể may mắn gặp được người hỗ trợ tiền bạc tuổi Canh Thân nên quan tâm sức khỏe và xem nó là mối bận tâm hàng đầu tuổi Nhâm Thân đừng quá mơ mộng những gì vì thực tế con số may mắn số 16 số 28 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Hợi 6 tử với hàng ngày của tuổi Tỵ công việc Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Tác động của kiếp tài khiến cho con giáp này cảm thấy bi quan vì không có được người xem trọng. Tuy nhiên, Việc tự đổ lỗi cho bản thân mới là nguyên nhân chính dẫn tới hiệu suất công việc bị giảm thấp. Tình cảm, vận trình tình cảm có điểm sáng, may mắn có tam hợp cục che trở mà con giáp này dần có niềm tin và hy vọng vào tình yêu bản mệnh cam tâm tình nguyện gọi kiểm vết thương cũ lại và đã sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động. Người tuổi tỵ được khuyên nên sớm xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng để có được sự thoải mái trong chi tiêu. Cẩn trọng, quan hệ xã giao gặp nhiều rắc rối do bất đồng quan điểm. Tuổi, ất tỵ chi tiêu tiết kiệm không nên phóng tay cho những việc không cần thiết. tuổi đinh tỵ trong cái họa lại có cái may, bạn luôn tìm ra cơ hội cho mình. Tuổi kỹ tỵ hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc mở mang kiến thức. Tuổi tân tỵ nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe. Tuổi quỷ tỵ đạn trí, bất cẩn trong việc gây ra nhiều tổn hại nghiêm trọng. Con số may mắn số 5, số 35, màu sắc may mắn, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi sủ. 7 tới về ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn còn dắp này không tập trung vào công việc của mình mà thường bao lòng lo chuyện của người khác đây cũng là nguyên nhân chính gây ra những rắc rối trở ngại trong quá trình xử lý công việc của mình tình cảm vận trình tình cảm không mấy khả quan ngày hôm nay sẽ có mâu thuẫn hiểu lầm giữa các cặp đôi còn giáp này lại chỉ biết đề cao cả tôi cá nhân mà không khi nào đổi hoài tội cảm xúc của người bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lọc bên ổn, nguồn thu nhập ổn định nhờ khả năng quan sát nắm bắt thời cơ của những chủ ngừa. Cẩn trọng, như mỗi quan hệ tốt đẹp đang từng bước đổ vỡ dân. Tuổi chấp ngọ, bạn đủ tình thông để xử lý vấn đề một cách khôn ngoan. Tuổi bính ngọ, dễ bị trùng bước và lung lai ý định vì tác nhân ngoại cảnh Tuổi mậu ngọ đừng sợ tình đồn khi bạn là người ngay thẳng. Tuổi canh ngọ có người bảo vệ và ủng hộ con đường của bạn. Tuổi nhâm ngọ đừng nên nhỏ nhen hay ganh đua với thành tựu của người khác. Con số may mắn số 37, số 64. Màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ. Tuổi hợi. 8. Tứ viên ngày của tuổi mùi. Công việc Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng, ảnh hưởng của lục xung nên có nhiều vấn đề không diễn ra theo đúng kế hoạch trong trang. Nhưng nhờ quý nhân nâng đỡ mà bản mệnh dần lấy lại tinh thần, bản lĩnh để thực hiện cụ nhảy vọt đáng kể. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc, đây được xem là thời điểm thích hợp để các cặp đôi dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, lãng mạn. Tuổi mua độc thân nên tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn để gia tăng cơ hội tìm kiếm bạn đời. Tài chính vận trình tài lộc đi xuống, còn dắp này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn vay mượn tiền bạc để phòng rủi ro ngoài ý muốn. Cẩn trọng, bướng bỉnh, cố chấp chỉ càng khiến mọi việc thêm tồi tệ. Tuổi ất môi thích được khen ngại, không thích nghe lời chê bai. Tuổi đinh môi xử lý được một số việc tưởng như rất khó khăn. Tuổi kỹ môi, thách thức trồng chất càng khiến bản mệnh thêm nặng lòng. Tuổi tân môi, mối quan hệ tình cảm còn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Tuổi quỷ môi, gặp nhiều may mắn trong phương diện sự nghiệp. Con số may mắn, số 2, số 11, màu sắc may mắn, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi mẫu. 9. Tứ viên ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khá ổn định. Bản mệnh được khuyên nên tập trung cho những công việc quen thuộc, dễ làm hơn là cách trọn đổi mới trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, người tuổi thân tránh nên tin người quá mức mà tự tài phá hoại những thành tựu đã gấp nhặt nên. Tình cảm Vận trình tình cảm em đẹp và thuận hoa đã sống vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng nhưng may rằng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Còn người tuổi thân, độc thân vẫn chưa tìm được một nửa yêu thương vì nhân duyên đến muộn. Tài chính Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kệ, Chính tài nâng đỡ mang lại cho những chú khỉ cả nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc. Cẩn trọng, tiêu pha hoang phí nên dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Tuổi giáp thân, công việc thuận lợi được giúp đỡ nhiệt tình. Tuổi bình thân, đừng bao giờ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Tuổi mậu thân, khẳng định được ưu thể của mình trong công việc. Tuổi canh thân. Tình hình ngày càng được cải thiện khi có được sự hỗ trợ. Tuổi nhầm thân cần học cách chi tiêu hợp lý và có kế hoạch tiết kiệm. Con số may mắn số 81, số 72, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi thân. 10. Tử vi ngày của tuổi Dậu, công việc Vận trình công việc của người tuổi dậu trong ngày hôm nay diễn ra khá xôn sẻ, May mắn đem tới cho những chủ gà khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tuy nhiên, bản mệnh không thể chuyện gì cũng trông chờ vào vận may mà không biết tự mình nỗ lực. Tình cảm, phần trình tình cảm hài hòa viên mãn, tam học cục che chở đem tới cho con giáp này chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua các áp lực trong cuộc sống. Con người độc thân cũng mau chóng tìm được một nửa yêu thương thông qua các cuộc gặp gỡ bạn bè. Tài chính, vẫn trình tài lộc vô cùng rực rỡ, thiên tài đem tới cho những chú gà cả nhiều tin vui liên quan tới chuyện tiền nông. Cẩn trọng, đối mặt với khó khăn, thách thức, trở vội nạn lòng. Tôi ất dầu, bạn hay nóng giận, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi đinh dầu, sự nhạy cảm của bạn hôm nay đóng vai trò quan trọng. Tôi kỹ dầu, không phải chuyện gì cũng diễn ra đúng như ý nguyện. Tôi tân dầu, không nên suy diễn quá mức, tình hình không như bạn tưởng tuổi quỷ dầu có ảnh hưởng tiêu cực từ những người ngoài ảnh hưởng tới bạn. Con sổ may mắn, sổ 82, sổ 41, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi sổ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt, công việc vận trình công việc của người tổ tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Còn dắp này cần phải hiểu rõ một điều rằng mọi thách thức lúc này đều tự bản mệnh tạo ra chứ không phải ai khác. Nhưng nếu giữ được cho mình sự bình tĩnh, kiên quyết, nhẫn này thì không có việc gì có thể làm khó được người tổ tuất. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm. Còn giáp này đang bị tác động bởi ngoại cảnh khiến cho mỗi quan hệ tình cảm không được như mong đợi. Những quyết định thiểu sản xuất dễ dẫn tới những sự xa cách trong mối quan hệ của hai người. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, nguồn thu nhập không ổn định, xong các khoản phát sinh lại tăng cao khiến cho con giáp này rơi vào cảnh tủng thiếu. Cẩn trọng, tránh lo chuyện bao đồng để rồi trút họa vào thân. Tuổi giáp tuất lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình. Tuổi bệnh tuất gặp nhiều trở ngại và thách thức trong công việc. Tuổi màu tuất sức sống mới từ những quan niệm góc nhìn mới. Tuổi canh tuốt, ăn nói ngay thẳng cũng gây mất lòng người khác. Tuổi nhâm tuốt, chăm chỉ tìm thêm thông tin, bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Con số may mắn, số 11, số 51. Màu sắc may mắn, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần 12. Tứ về ngày của tuổi hợi Công việc Phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, nhờ cỏ chính quan nâng đỡ mà còn giúp này làm gì cũng dễ dàng xuân xả. Người tuổi ngọ có thể bắt đầu tỉnh tới các kế hoạch hay dự án tiếp theo. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của người đi trước để có được những quyết định sản xuất nhất. Tình cảm Vận trình tình cảm, chuyển biến tích cực, tam hội nâng đỡ mở ra cho người độc thân khá nhiều cơ hội để kết nối với người khác giới tình cảm vợ chồng không vì những bất hoa, hiểu lầm mà trở nên xa cách. Ta chỉnh, vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường chỉ lỗi đem tới cho bản mệnh khá nhiều phận mai về tiền bạc. Cẩn trọng, cất giữ tài sản cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân phai hãm. Tuổi ất hài nên hành động lý trí, cho đầy cảm xúc lẫn ngát. Tuổi đinh hài trở nóng nảy trút giận lên đầu người khác. Tội kỹ hài thành công có được phải trải qua nhiều vất vả, Tôi, Tăng Hải, nên thẳng thẳng đối diện với những vấn đề đang gặp phải. Tôi, Quỷ Hải, được người thân ủng hộ, chuyện tình cảm hai người. Con số may mắn, số 14, số 52, màu sắc may mắn, màu cà phê, quý nhân phù trợ. Tôi thân.